Sau khi chị Xuyến ăn mì và một ký thịt bò, chị vẫn chưa thấy no. Vì thế chị tiếp tục ăn thêm một tô chè chuối nữa. Liệu chị Xuyến còn ăn thêm món gì nữa không? Thì mời chú chị mình xem clip sẽ hiểu rõ. Trời ơi, đang làm gì nữa chị Xuyến? Không được gì, thằng chú Trưng nè. Rồi nhớ hôm bữa chị có nấu rồi hả? Cao rồi, cái này riêng, cái đó riêng. Cái riêng nha. Cái này nó có pha cao đó nè. Rồi mới làm tô mì một ký thịt bò, giờ làm thêm hai bịch chuối nữa. Dạ. Rồi công nhận sức ăn của chị Xuyến. Công nhận sức ăn của chị Xuyến cũng dữ quá. Dạ. Ô, chồng qua nha. Đổ vào đi. Đổ rồi. Quá ngon anh em ơi. Mời em gái ăn với chị em gái. Dạ. Ngon hết sức ngon rồi. Chị Xuyên ít ăn quá. Dạ. Ồ, hấp dẫn quá cô chú anh chị ơi. Dạ, ngon quá anh em ơi. Này là ăn buổi sáng thôi đó ha. Dạ. Tráng miệng buổi sáng thôi phải không? Dạ, mà mới qua. Chuối vẫn còn hả? Không, chuối này khác. Mới mua nó đó. Mày mua ngoài chợ, nó không kêu mình nấu nhà. Mày mua ngoài chợ nó có pha cao mà, bột bán mà. Làm cái này chắc không ngon bằng nấu nhà đâu. Dạ. Nấu nhà nó có hơi tay nó ngon. Người ta nấu phải ngon hơn mình nè, nó có pha cao nè, dừa của người ta đặt kẹo nè. Hỏi. Của mình nấu không, chưa đặt chất lượng. Mình coi trong cái này nó có gì chứ. Có gì. Trong đây ha, nó có chuối chưng nè. Chuối chưng có pha cao nè. Nó có bột bán nè. Nó có dừa nè, nó có đường nè. Đầy đủ là gì? Người ăn gì trong miệng vậy? Ăn bột kẹo à, của chị Gina bên Mỹ đó. Chị cho hôm qua. Trời ơi, đã vậy. Kẹo bên Mỹ luôn á. Cho nguyên một kẹo bự gì mà bên Mỹ mà ngon một cái trước rồi nó nhả. Hồi đó là lần đầu tiên mới ăn kẹo bên Mỹ á trời. Nó ngon á. Lần đầu tiên mà xíu ăn kẹo Mỹ. Ăn kẹo Mỹ luôn, là gửi từ bên Mỹ về luôn. Bên Mỹ chứ sao Việt Nam mình đâu có kẹo này. Ngon một cái luôn á. Đâu mà hên được chị cho vậy? Chị Vina chị em qua. Vina Phone hả? Chị gửi bên kinh của Nguyễn á. Chị cho thùng đầm nữa, đầm đẹp hết sức luôn. Dữ dằn không? Mặt thử chưa? Mặt hôm qua mặt một cái như mặt một cái đẹp hết sức luôn. Cho em cái à? Mình là cho đâu 14, 15 cái. 14, 15 cái. Tính tiền Việt Nam mình là cái chục triệu tiền Việt. Dữ vậy? Trời ơi. Rồi. Ta mua là đừng đô bên Mỹ bạn ơi, chứ đâu phải Việt Nam mình. Xíu mượn chứ vô mánh rồi. Còn ăn tính tiền Việt Nam mình là gần cả chục triệu á. Dữ vậy? Ăn thì ăn kẹo Mỹ, mặc đồ của Mỹ luôn. Quá dữ rồi. Năm lần đầu tiên mới ăn kẹo bên Mỹ á trời. Cái gì của Mỹ đó không? Có ăn kẹo này ta mua bên mà siêu thị bên Mỹ bên đó mới có, Việt Nam mình đâu có kẹo này. Rồi bên bản chúng em lấy thêm là kẹo này. Rồi bên bản có tặng xúc xích Mỹ không? Chưa thấy xúc xích Mỹ ha. Xúc xích Đức thì có ăn rồi ha. Không thể xúc Đức ngon lắm. Không có thể tình luôn á, nó ngon một cái á. Rồi giờ mình cảm nhận này coi. Thử rồi, cảm nhận thử nha. Tôi ngon mà đúng không? Chị nấu không? Dễ gì mà mời chả chăm nước ngoài nước ăn với em nha. Có một tô mời tới dạ. Chăm nước ngoài nước luôn. Dạ. Ăn gì cũng nhớ anh chị em, bạn bè hết trơn, cô bác hết trơn. Nó nhớ dạ, ăn thử rồi. Trước đầu tiên người ta nấu với mình nấu rồi nó càng sang em. Dễ gì luôn, chí lâu. Rồi ăn gì hút vỗ luôn. Người ta nấu ra gì ngon không mình. Của mình hổm là thiếu thiếu đủ thứ hết. Dạ. À, nấu một nồi chà bá mua có 5.000 nước cốt dừa, 5.000 dừa thì nó nước cốt. Bởi vì em kêu đặc thì nó béo nè. Ừ, nó kêu nấu đặc mới chịu. Là cái kia, cái của chị Xuyến nấu là nó đậm đà. Đó. Hay là cái này nó đậm đà. Cái này đậm đà không? Này đậm đà thôi nha. Rồi thua bà Xuyến nấu. Nó có lỗi phải không? Cái nào nấu lại ha. Dạ. Còn nghĩa là bây giờ là chị ăn cái món của người ta bán nè, rồi chị mình mới tổng hợp lại những cái hương vị rồi sau đó mình nấu lại lần nữa. Dạ. Yeah. Nấu ngon hơn mà. Chút kinh nghiệm nè. Này phải cam nè. Ôi trời ơi. Nhà bỏ thì ghé không? Ngon quá anh chị em ạ. Quá ngon. Quá đã luôn rồi. Ôi trời ơi. Sáng rồi bớt cái này. Ôi ôi. Để chút về chạy ra mua chú chân ăn mới được. Có ngon một cái lắm.
Tại có chung Hoa Lan nữa nè không nhận. Hoa Lan nữa nè. Hoa Lan hoa cao. Hoa Lan hoa cao thì đủ hết cho nha. Dạ. Làm cho cái món này nó hấp dẫn nha. Chứ sao mình mua đầy đủ gia vị nó ha. Dạ. Thì chiếc nó phải vài lần lên nó mới được ngon. Này mình phải học thêm của ba mình nấu mới được đó chứ. Mấy bữa nào mình mua xong mình mở mạng mình coi về nấu luôn. Rồi. Ngon quá anh em ơi. Đúc đúc đi nha. Chốc đúc ra gì em Mỹ ăn thử à. Trời ơi. Nhỏ nhỏ Như ơi. Sao nhỏ con. Nhỏ rồi đó chị. Như, Như à, xí mệt, bệnh thái béo, thái ngọt, thái đủ thứ. Ừ. Món nào đi chứ cũng thèm vậy đó. Ngày nào cũng ăn chuối luôn vậy. Mà không ngán này chứ. Ừ. Không ngán hả? Dễ gì ngán. Dễ gì ngán hả? Ngon không thơm. Chuối ngon mà ngán vậy. Xí phải chuối. Xí là luôn ngăn là chóng mặt á. Trước mình cũng có phước đức ha. À. Cái này mình đã không mình thử. Dì xí đâu sợ gan đâu. Có bí quyết giữ dáng mà. Dạ. Mấy ngày nay có tập thể dục không? Có. Rồi, hôm qua là chia sẻ bí quyết giữ dáng 3 vòng như một đó. À, 3 vòng đều nhau hả? Ừ, 3 vòng đều nhau đó. Đây làm ăn gì cũng thấy ngon nha ta. Nhưng kệ mẹ nhau ơi. Dạ, con ơi. Cái số xí, số hưởng. Như nhóc rồi. Như nhóc rồi chơi rồi. Xí số hưởng. Nhóc đồ ăn nhà nhóc chứ. Ủa là nhiều lắm ăn món này chứ. Hả? Nhiều lắm gì ăn món này hả? Đâu để đúng thử anh ăn. Nhớ ăn anh nha. Rồi, nó chịu rồi. Không chịu rồi. Đây hả mẹ, nó ăn của mẹ. Quá ngon em gái ơi. Cho chân khác luôn, mình chân quá ngon. Mình chân không đoạn ta. Bút cho nó mới. Ủa? Ăn gái không? Chiếc Thảo ăn dữ lắm, gặp ai đi. Mình mơ là nhiệt tình luôn á. Dạ, dạ, nhiệt tình luôn á. Quá ngon. Chị Xuyên Thảo ăn lắm á. Nói khán giả nào mà muốn biết thì cứ lại đây, nghe không? Chỉ cần gì là chỉ cho hàng xóm là chỉ cần lại đây tay không thôi là chị Xuyên sẽ nấu đồ ăn đãi luôn đó. Dạ. Khán giả cứ lại đây đi là không sợ đói. Ăn uống ngủ nghỉ luôn. Ăn uống ngủ nghỉ đây luôn. Vì chị Xuyến là mấy chuyện đó thì ok đó. Rồi nếu mà buồn nữa thì tối chị Xuyến dẫn đi hát karaoke, hát với nhau. Dạ. Đi chơi xích đu rồi đó. Đúng hết. Dán trượt rồi đó, có hết. Ủa qua trượt trượt ấy gì ghế hả? Đi lắc buồn với mẹ. Qua đi trượt qua bắt tê về trượt dán trượt với ghế đó. Qua cái công viên xe á. Đó là cho nít trượt và hai mẹ con lên trượt. Em với là gái em. Đi chơi với ghế mà. Có ở nhà đi không? Có. Nó ghen sao? Nếu Chơi chung bạn nha, ghen sao? Ghen luôn nè. Có ghen hả? Nó chịu luôn hả? Quá hấp dẫn rồi. Mẹ lo rồi. Mất vài cái là hết tô á. Có ngày đầu óc ba ai đâu nghĩ chuyện mình bậy mà. Không ai. Ai có chơi gì ra nấy trong bộ trên đời này bộ hết người sao ha? Vợ có bầu rồi. Nó có bầu thì nó ngàm có đi đâu chứ. Đó chuẩn bị hết rồi này nha. Đó chuẩn bị hết rồi cô chú anh chị ơi. Sáng mùi nhiều rồi chứ. Sáng mùi nhiều. Một mười ngàn 20. Một mười ngàn 20. Mua hai bọc. Ừ. Mười ngàn ăn đủ. Mười ngàn bọc. Mười ngàn bọc luôn. Đây là ăn không đủ nói bằng bọc là không đủ. Cái nữa. Tiếp bò nữa. Má ăn cái thịt bò với tô mì nè. Sáng không có ăn mà nè. Sáng làm tô mì cái thịt bò rồi. Cái vỏ bỏ ra hả? Ừ. Vừa ăn xong là ăn luôn này luôn. Ngon quá anh em ơi. Đúng là xíu là ngưng ngang là chóng mặt thiệt. Hấp chờ luôn à. Rồi hồi ăn gì nữa nổi không? Nổi. Nổi luôn hả? Em còn nửa đầu có lắp không? Đến chút nó nói với tao thua. Chị xíu là căng hết đó. Chị xíu là căng hết luôn mọi món ăn đó. Không có nghe cái đầu rồi nấu canh mua. À, cái lóc hởm hả? Cái lóc hởm. Ngon quá anh ơi.
gần hết luôn rồi nè. Đó. Ăn là chưa xong chưa miếng luôn. Quá trời. Như ơi, Như bắt nhỏ con. Để cho cô chú anh chị coi mẹ ăn nè. Có nhỏ không? Chỉ hồi vét không còn gì luôn nè. Quá, hấp dẫn quá. Chị Xuyến Lan là không có sợ mập không? Có biết giữ dáng hết á. Đó. Đó. Xong rồi tối là tập cái dục yoga ga vô rồi đó. Là giữ dáng 3 vòng như một nha. 3 vòng đều nhau đó. Xuyến biết tập yoga đó ba. Luyện cầm dữ lắm. Ngon quá anh em ạ. Rồi sạch sẽ luôn. Đúng rồi hả? Đó. Đúng thiệt. Là cái này là nó im hơn chị nấu hay sao? Hay là dễ hơn? Im hơn, im hơn. Im hơn nha. Bị ra đầy đủ là vậy không mà. Ở mùa 4 bột các bạn cũng hết luôn. Nó 4 bột hết không? Ăn ru. Bốn bột mà mình chưa có ăn gì á. Chắc là chưa có ăn mì rồi ha. Chưa ăn mì rồi ha. Chứ còn ăn mì xong là ăn 2 bột. Dạ. Ăn 2 bột. Rồi im rồi. Đấy, người bình thường ta ăn một tô mì với 100 gram thịt bò là no rồi. Dạ. 1 ký. Uống 1 ký luôn. Trong ngủ một tô cái chân một chút xíu này ăn 4 chén cơm nữa nè. Ngủ chén cơm là vô địch luôn đó. Bốn chén cơm chuyện bình thường nói hả? Trời ơi bình thường luôn, đó là bình quân hàng ngày luôn á. Bốn chén cơm như ăn đậu lắm nữa. Bốn chén cơm thì như đậu lắm thêm ba đồ hỏi nữa. Thêm đồ hỏi nữa tính lúc rồi nó canh hú qua. Mua có quà chưa hả? Mua có quà chưa? Mua có quà để nguyên hay là bào qua? Em mua ăn để là ăn nó mới hết ra. Sắc gì sắc gì vậy ha. Dạ em gái bán được 7 đó, qua 2 ngày đã qua rồi. Có nhỏ lo ha. Đầy đủ bán đầy đủ. Mua để chứ mặn mình không có để được lâu, nó héo là mệt. Ừ, mình ăn ít nó đâu ăn nhiều. Đồ đó thì chỉ ăn trong ngày hoặc là bữa sau là dính lắm rồi. Dạ. Rồi thì nãy giờ cũng ăn hết rồi, tỏ giải chứ ơi. Dạ em cảm ơn. Tỏ giải rồi mới phát tài.